Xin được chuyển sang một bản tin khác kính thưa quý vị, cây cầu làm từ đồ chơi lắp ghép lớn nhất thế giới tin từ Thụy Điển cho biết, các sinh viên của Đại học Bắc Thụy Điển vừa lập một kỷ lục thế giới mới với việc dựng lên một cây cầu dài 30m từ bộ đồ chơi lắp ghép bằng kim loại, tức là Menano Play. Cây cầu này mang chính thức ghi danh vào danh sách kỷ lục thế giới Guinness và trở thành kiến trúc lớn nhất thế giới được xây dựng toàn bộ từ đồ chơi lắp ghép của công ty Mersano. Theo hãng tin Reuters cho biết, thì với sự giúp đỡ của các em nhỏ địa phương, các kỹ sư trẻ đến từ Đại học Queen ở Belfast đã sử dụng 1.100 miếng ghép và 17.000 đai ốc và bu lông để dựng lên cây cầu có chiều dài 30m. Họ đã phải bỏ ra khoảng 4.000 giờ đồng hồ để hoàn thiện công trình của mình.